Cả nhà ơi, đây là cái cây phong nhé. Mình sống ở đây ba mươi mấy năm rồi, mình đâu có biết cái cây phong này nó có trái đâu. Mà cây phong nó có trái các bạn, trái cả như là trái sung ấy. Đó, trái cả đấy. Nó không khác là như trái sung ấy. Mình sống ba mươi mấy năm mình đâu có biết đâu. Là nó có cái cây phong, lá phong nó có trái đâu. Cái cây phong này không phải là cái cây nhà ai, cây nào cũng có trái rồi nha. Có cây có trái, có cây không nha. Cái trái này có ăn được không ta? Trái của nó này, nó giống trái sung chưa? Lần đầu tiên mình nhìn thấy cây này nó có trái này, đàn trái không à. Đó. Và cái cây này cây phong nhá. Cây lá phong á. Canada mình ấy, cái lá này lá biểu tượng của đất nước Canada nhà mình ấy. Mà nó có trái mà mình sống ở đây ba mươi mấy năm rồi. Lần đầu tiên mình mới phát hiện được là cái cây nó có trái, bởi vì từ xưa đến mình đâu có nhìn thấy cái cây nào nó có trái đâu. Cái cây nó có trái các bạn này. Mình phải đi sang cái cây nhà hàng xóm có trái không nha. Mình phải đi sang cái cây nhà hàng xóm có trái không. À, cái cây nhà hàng xóm cũng có trái luôn. Cây nhà hàng xóm cũng có trái luôn các bạn. Wow, trái như này thì nhỏ nhỏ hơn. Bạn nhìn thấy trái chưa? Có trái luôn. Đó. Trái luôn các bạn. Ô, lần đầu tiên mình sống ở đây ba mấy năm rồi. Bây giờ mình biết cái cây phong nó có trái các bạn này. Trái ở đó này. Đó, nó giống như trái sung chưa? Đó, nhìn thấy chưa? Y chang trái sung luôn. Đó. Wow, lần đầu tiên đấy. Đúng rồi. Sợ chưa đấy. Ngố bì rồi đấy. Sống đây mấy chục năm bây giờ mới biết là cái cây phong nó có trái. Bó tay. Bó tay luôn ấy. Mình đâu có biết là cái cây nó có trái đâu. Và cái cây Mepolip này nó cũng là Chamonix. Cái cây Chamonix này nó có cái hoa của nó có cánh này, nó rụng đẹp lắm các bạn đấy. Đây cái cây là cây phong của Nhật Bản này. À, hoa nó rụng nó có cánh đẹp lắm các bạn. Đó. Sống ba mươi mấy năm bây giờ mới lần đầu tiên biết cái cây phong có trái đó bạn. Để mình đi sang hàng xóm nhà mình xem là cái cây phong màu tím này. Cái cây phong này là cây phong màu xanh nhá. Bởi vì là cái cây phong này thì nó có nhiều loại lắm. Mình đi sang nhà hàng xóm xem là cái cây phong này nó có trái không nha. Cái cây phong mà lá xanh thì nó có trái. Còn cái cây phong này không biết là nó có trái không. Đi sang nhà hàng xóm xem. Đây cũng là cây phong, cũng là cây lá phong của Canada nhà mình đây. Ồ, cái cây mơ lá phong màu tím này thì nó không có trái nhé các bạn. Không có trái. Đó. Ồ, nó cũng là lá màu xanh như các bạn. Nhưng mà bắt đầu là bây giờ nó tháng 8 chuẩn bị sang tháng 9 nó đang đổi màu này. Các bạn nhìn thấy bên trong là màu xanh này. Cái bên ngoài bên này là đấy cái cành của nó này. Cái này màu tím này. Cái bên trong này là màu xanh này các bạn nhìn thấy chưa? Đó, màu xanh này. Cái này màu tím này. Mấy lên nó mới đổi màu vàng này. Sang tháng thì bắt đầu là đổi màu vàng. Cái cây đây cũng là cây lá phong của Canada mình, như cái cây nó không có trái các bạn. Cái này nó không có trái và bắt đầu là tháng 8 nó bắt đầu chuẩn bị vào mùa thu rồi. Thì là cây của nó màu xanh. Bắt đầu là lá ở ven ven bên bên ngoài nó đang đổi màu tím ấy các bạn, đẹp chưa? Nó đổi màu tím này.
thử màu tím ấy. Đẹp chưa? Còn kia là đấy màu xanh. Cái cành của nó là ngoài cùng viên là màu tím, trong thì là màu xanh. Cây này cây cũng là cây lá phăng này nhưng không có trái. Cây này thì không có trái nha các bạn. Cái cây cái lá kia thì nó màu xanh, kia thì đậm, kia thì nó trái. Còn cây này thì không có trái. Thế là cái cây phong này không phải cây nào cũng có trái. Có cây thì có trái, có cây thì không. Ai, mình sống ba mấy năm bây giờ mình mới biết cây phong có trái. Đây phố nhà mình, cho mình ở đây. Chào các bạn. Chẳng bao giờ có tiếng còi gì hết các bạn. Chẳng bao giờ có tiếng còi. Không bao giờ có tiếng còi luôn các bạn. Cái khu này là khu nhà mình đã ở đây các bạn. Nhà mình có cái cây dại. Đây cái vườn nhà đằng trước nhà mình có cái cây dại nên mình phải mua cái này để mình diệt cho nó chết. Hôm qua mình xịt cái đấy không biết sao nó chết cả mảng cỏ nhà mình luôn. Giờ thì mai mốt thì đi mua đất mua cỏ về trồng. Hoa nhà mình không có khéo tay. Người ta trồng hoa thì ra quá trời luôn, còn mình đấy cây thì lên năm nay thì là giá lá xanh lên rất nhiều. Cái này cây hoa tú cầu mà năm nay được có 2 bông các bạn, đúng được có hai bông chẳng thấy lên gì cả. Còn cái cây này là cái cây hoa gì ấy mà chẳng thấy có một cái cành nào lên cả. Hoa bướm à? Hoa này không phải hoa bướm mà hoa gì ai biết, ai đừng nào. Hoa bướm nhà mình trồng sao cái thân nó to dã man. Chỉ thấy thân. Ô anh vừa xem mà cái cây phong màu tím kia là nó không có lá, nó không có quả. Chỉ có cái cây nhà mình đây nó mới có quả, với cây nhà hàng xóm cũng có quả. Cái cây mép bồ á. Không phải cái cây là cũng có quả đâu. Em đi sang nhà bà hàng xóm nhà mình, bà già là không có quả. Có quả có lọc đâu, cây kia không có lọc đấy, tùy từng giống. Có quả có lọc thì dầu to à? Kia cây kia cũng có quả, cây này không có quả. Ba mấy năm mà ngố to bây giờ mới biết là cây phong có quả các bạn. Ba các bạn nha. Ôi giời ơi, uống ly say khô mà không dọn gọn. Hôm nay mùa hè đẹp quá, đẹp thật đấy. Sáng mai ông David ông vắt đấy, đẹp quá trời luôn. Trời tiết đẹp quá, hàng xóm nhà mình bên nhà. Năm nay nhà mình chẳng trồng hoa thì hàng xóm nhà mình hoa đẹp quá trời luôn. Ô hoa, mình run hoa đẹp quá trời luôn. Xa quá không nhìn thấy hoa. Bye các bạn nha.